We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene under a canvas. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chậu hoa như thế này. Ba lần trước là mình đã hướng dẫn các bạn cách móc một cái chậu đã lên mầm như thế này rồi. Thì bây giờ mình không có hướng dẫn lại nữa, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm hoa thôi nha. Đây là hoa hồng, hoa cách điệu. Mình chỉ làm mô phỏng thôi chứ không có thật ra là không có giống một cái cánh hoa. Mình chỉ làm tượng trưng như thế này thôi nè, để cho nó phù hợp với lại cái chậu mini của mình á. Bạn nào mà chưa biết móc cái chậu hoa này, cái chậu này, thì các bạn vào video của mình, vào phần bài số 14 nha. Bài số 14 mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Hoặc là các bạn cứ xem đi, đến cuối video của mình thì sẽ có một cái video khác mình đã truyền vào và màn hình kết thúc á, thì sẽ hiện lên cái bài này. Các bạn nhấp vào thì sẽ hướng dẫn các bạn nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu móc phần hoa và phần thân, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Mình sử dụng len canxi đen bay cho nó có độ bóng một chút. Cái sợi nó sẽ nhỏ hơn cái sợi của len bio cotton. Mình móc kim đầu 2.5. Còn bạn nào sử dụng len bio cotton, nó sẽ có kích thước to hơn cái sợi này một xíu, thì các bạn có thể sử dụng kim 1.0 nha mấy bạn. Công thức mình có ghi ở phía trên màn hình. Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi ít. Sau đó rút lại. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Lên một bính. Móc cho mình 6 mũi ít. Ê, sorry mấy bạn, móc cho mình 6 mũi V là 6 mũi tan nha. Mũi tan là chân mũi, mình chỉ móc 2 lần một chân, chung chân nè. Đó, một mũi trượt. Phần len như ở này chúng ta có thể cắt đi. Vòng số 3, móc cho mình một đơn một tăng, lặp lại 6 lần. Lên một bính này. Thank you.
hàng thứ tư đến hàng số 8, các bạn móc cho mình đều hết gì 18 mm nha. Móc hết hàng cho mình. 1, 2, 3, 4. Các bạn móc cho mình thêm 4 hàng nữa. Mình sẽ quay lại. Khi các bạn móc xong 4 hàng 18x thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Tới đây các bạn trừ cho mình một đoạn, sau đó cắt chỉ. Để làm thân của cây thì mình sử dụng kẽm mềm như thế này. Thì ở nhà mình có cái kẽm mềm này thì mình sử dụng. Còn nhà bạn nào mà có kẽm khác, các đồ làm handmade khác thì các bạn có thể sử dụng, không cần mua cái loại giống mình nha. Loại này thì các bạn có thể mua ở nhà sách hoặc là trên Shopee, những chỗ bán đồ handmade thì mấy bạn ấy cũng có bán á. Đây, các bạn xỏ vào cho mình như thế này. Sau đó xỏ xuống ngược lại. Các bạn xoắn. Rồi, ở đây giờ chúng ta xử lý cái phần bên trên cái thân cây trước, phần hoa trước nha. Mình hay tận dụng những cái len mà mình cắt bỏ đi á, mình sẽ nhồi thế như bông gòn, tại vì do mình đang hết bông gòn, còn một ít bông gòn thì mình sẽ để vào bên phía trên. Các bạn không cần làm đầy vá đâu, cỡ này thôi nè. Và dùng kim xỏ len, xỏ qua. Chúng ta bắt đầu khâu nha. Chính giữa nha mấy bạn, mọi người chính giữa nha. Khâu qua như thế này. Các bạn khâu hai vòng, hai lần cho mình cho chắc. Rồi, tiếp theo gặp lại. Gặp lại cạnh đối diện. Làm tương tự. Cũng xỏ vào hai lần, hai vòng. Sau đó các bạn giấu, giấu len đi. Giấu len đi bằng cách là xỏ vào thân hoa. Rồi, các bạn có thể cắt nó đi vậy. Rồi, chúng ta đã xong phần hoa này. Sau đó các bạn dùng keo sữa để làm thân. Hoặc là dùng keo này cũng được. Hoặc là các bạn dùng những cái keo hồ mà các bạn làm thủ công các bạn đang có cũng được nha. Dùng keo sữa. Đây. Để tạo cái độ kết dính của thân cây.
vắng xung quanh như thế này. Rồi các bạn dùng phần chậu. Rồi chúng ta xỏ vào nha. Đây, chúng ta đã được phần chậu và phần hoa như thế này. Mình đã làm được 3 màu: đỏ, hồng và vàng. Cưng lắm. Cái chậu hoa này các bạn có thể tặng quà sinh nhật cho bạn bè người thân, để ngay trên góc chỗ bàn học tập hoặc là chỗ bàn làm việc. Rất là cưng. Các bạn xem video nếu thấy hữu ích thì hãy bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm chế độ chuông thông báo để mỗi khi mình ra sản phẩm mới thì sẽ thông báo đến các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.